Rồi, ok. Rồi 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 rồi. Chào chào bác. Rồi, ok. Chào bác. Rồi, xin chào các anh trong ban giám đốc và chào đại gia đình, các anh các chị trong gia đình Dr. Lady. Vâng. Ok, thì Các bạn bao nhiêu có cho nghe rõ số? không nhỉ? Cháu nghe rõ Anh rồi ạ, chị em mọi nghe người rõ nghe tiếng rõ của bác không không nhỉ? nhỉ? Rồi, ok, rồi. Vâng. Tôi tự giới thiệu thì chắc các anh các chị biết rồi. Vâng. Tôi là bác sĩ Nguyễn Thành, nguyên bác sĩ chuyên khoa 2, nguyên trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Da liễu Trung ương. Bây giờ tôi đang làm cộng tác cho Bệnh viện Đại học Y ở bên phòng khám da liễu bên đó, đồng thời làm cộng tác với các bạn, làm Cố chuyên vấn. gia Vâng. cố vấn cho các bạn, cho công ty Dr. Lady. Xin chào các bạn nhé. Vâng, chào bác. Dạ Ok, vâng. cảm ơn bác. Vâng. À, thì mục đích hôm nay thì theo ý của ban giám đốc thì là chúng ta cùng trao đổi online, và các bạn sẽ ban giám đốc sẽ đặt ra một số câu hỏi và tình huống, đồng thời cũng tham khảo luôn các ý kiến và của các bạn, những câu hỏi của các bạn liên quan đến vấn đề chủ đề hôm nay là chủ đề nám sạm và làm trắng da. Vâng. Vâng. Ok, thì hầu như mọi người ở đây đều là những người đang theo đuổi cái ngành về làm đẹp á, và chăm sóc làn da cho anh chị em ở ngoài kia, thì rất cần những kiến thức chuyên môn của bác. Thì hôm nay bác có thể giúp mọi người trả lời những cái thắc mắc, những câu hỏi về chuyên môn, về nám, về rất nhiều những cái thắc mắc của mọi người. Thì có một số câu hỏi thì cháu sẽ thay mặt mọi người đặt câu hỏi, xong bác giúp cháu giải quyết những cái thắc mắc này để anh chị em được học tập về những kiến thức chuyên môn bác nhé. Rồi, thì câu hỏi đầu tiên mọi người hay hỏi là nám là bệnh như thế nào, nám thì có chữa được không, và chữa nám thì chữa như thế nào. Bác có thể chia sẻ với mọi người biết rõ hơn về về nám, hiểu rõ hơn về nám được không ạ? Thì từ nám thì ai cũng biết rồi, bởi vì nám là cái tổn thương mà chúng ta nhìn thấy, tức là một cái vết đen và vết sạm ở đâu đó, mà đặc biệt ở vùng da. Thì các bạn biết nám là một cái triệu chứng của da là nó sạm đen đi. Nhờ cái nám thì nó không ảnh hưởng đến sức khỏe, không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng nó ảnh hưởng rất nặng nề đối với thẩm mỹ, đặc biệt những người nào bị sán nặng, nám nặng và nám sâu. Thì các bạn biết thì chúng ta phải hiểu thế nào là nám và nám từ đâu sinh ra. Thì hôm nay nhân tiện các bạn mới tiếp cận với da liễu thì tôi xin trình bày với các bạn một đôi chút về kiến thức về da liễu. Thì các bạn biết thì nám là do lắng đọng sắc tố melanin ở trên da. Mà vậy sắc tố melanin thì nó từ đâu nó ra? Thì các bạn biết là da của chúng ta thì có 3 lớp. Lớp thượng bì này, trung bì này và hạ bì. Đấy, 3 lớp chính, trung bì, hạ bì. Và chúng ta cái nám ở đây chúng ta thường quan tâm nhiều nhất đến là lớp thượng bì. Vì sao chúng ta quan tâm đến lớp thượng bì? Bởi vì lớp thượng bì thì nó có những cái tế bào, nó gọi là tế bào hắc tố, tức là sản sinh ra sắc tố. Sản sinh ra sắc tố thì các tế bào hắc tố này thì nó nằm xen kẽ ở lớp đáy của da. Đấy. Da thì thượng bì nó có 5 lớp tế bào, từ lớp đáy này, lớp gai này, lớp sừng và lớp sáng và lớp sừng hóa. Đấy, nó 5 lớp tất cả. Thì các bạn biết thì cái mà hắc tố thì được sản sinh từ tế bào hắc tố, nó nằm xen kẽ với lớp đáy, tức là lớp sinh sản. Thì các bạn biết là tất cả các tế bào của da thì đều sinh ra từ lớp sinh sản, tức là từ lớp đáy. Đấy, nó nhân lên và nó đẩy dần lên. Lúc lớp đáy là các tế bào hình trụ, nhưng sau đó đẩy dần lên thì biến thành tế bào hình gạo, tế bào gai, tế bào gì, tế bào hạt rồi và tế bào sừng. Đấy, thì chu trình của từ lớp đáy cho đến lớp tế bào sừng trung bình nha, các bạn nhớ là trung bình là 3 đến 4 tuần. Đấy, thì là một chu trình sinh trưởng của nó. Và chúng ta chú ý ở đây là cái lớp đáy ấy, thì có tế bào hắc tố. Tế bào hắc tố nó khác hẳn các tế bào đáy là gì? Nó là hình đa giác và nó rất nhiều tua. Đấy. Và trong cái này thì nó có gì? Có những cái tua nó bám ra những các tế bào gai xung quanh. Và người ta thấy là khi hắc tố được tổng hợp thì nó rất nhiều nguyên nhân khác nhau, từ bên trong, từ bên ngoài kích thích vào tế bào hắc tố để cho nó chuyển
DOPA thành dopamine và tạo thành sắc tố. Đấy, tạo thành sắc tố dưới tác động của men tyrosinase. Đấy thì các bạn biết thì tất cả các nguyên nhân nào làm kích thích cái men này thì đều làm cho sắc tố tăng lên. Và đặc biệt thì các bạn thấy khi sắc tố được tổng hợp ra thì các tế bào hắc tố nó đi theo cái gì? Cái đuôi gai ấy, các gai ấy, gai của tế bào gai ấy, thì nó bám lên các tế bào của thượng bì thì nó phân phối cái hắc tố vào ở tế bào của thượng bì. Và khi mà sản xuất quá mức và tồn tại quá nhiều và lâu thì nó tạo thành những mảng nám sạn. Và khi hắc tố này không những nó bơm lên thượng bì mà nó còn rơi xuống trung bì và rơi xuống hạ bì, nó tạo thành những đám hắc tố ở trung bì và hạ bì. Chính vì thế mà trên lâm sàng người ta sẽ chia nám thành 3 loại, là nám đông là nám chỉ có ở thượng bì, đấy, từ tế bào gai trở lên nhé. Nám đông, nám sâu là nám có những sắc tố nó rơi xuống trung bì và hạ bì, đấy thì nám sâu. Và thông thường thì người ta hay gặp nhất là nám hỗn hợp, đấy có 3 loại nám các bạn nhớ cho: nám đông, nám sâu và nám hỗn hợp. Thì thông thường là chúng ta thấy gặp cái nám hỗn hợp, tức là nó vừa thượng bì vừa cả trung bì và hạ bì. Đấy, chính vì thế mà các bạn thấy điều trị nám không phải một sớm một chiều, mà điều trị rất khó, và hình thành nám cũng không phải một sớm một chiều, mà nó cứ từ từ nó tạo thành, và dưới tác động của các yếu tố gây nám nó tạo thành như thế. Thì các bạn thấy trước hết chúng ta phải biết như thế. Thứ hai nữa là các bạn biết ở đây thì các bạn thấy là gì, tóm lại là gì, ở đây mục đích chúng ta nói gì? Thứ nhất là chu trình của tế bào thượng bì từ đáy đến lớp gai là từ 3 đến 4 tuần. Cái thứ hai là hắc tố, sắc tố đấy thì được tạo ra từ tế bào hắc tố và được phân phối lên các tế bào, mà khi nó nám đọng nhiều thì nó tạo thành các vết nám và sạm. Đấy thì các bạn thấy là đó là một quá trình không phải là một sớm một chiều. Và nguyên nhân thì các bạn biết là thì các bạn thấy là nguyên nhân bên ngoài thì các bạn thấy là gì? Cái nhiều nhất mà chúng ta thấy là gì? Là cái tia UV, tia cực tím. Đó. Nhớ các bạn nhớ là tia cực tím nó có hai loại, tia UVA và UVB. Thì UVA thì nó tác động sâu xuống trung bì và hạ bì, còn UVB nó chỉ tác dụng ở thượng bì mà thôi. Do đó mà khi mà những cái tia UVA nhiều khi nó trông có vẻ đâm sâu thế nhưng mà nhiều khi nó rất nguy hại, bởi vì sao? Nó đâm sâu xuống đấy thì nó sẽ ảnh hưởng, nó làm thoái hóa cả sợi collagen và sợi elastin và tất cả những cái thành phần ở dưới trung bì và hạ bì. Còn tia UVB thì nó chỉ làm tác động ở bề mặt mà thôi. Thế và cái thứ hai nữa các bạn thấy là cái quan trọng nhất của mình mà đây chúng ta phải nắm được là hậu quả của săn sóc da không đúng cách. Hậu quả săn sóc da không đúng cách. Ví dụ như các bạn đi ra nắng không sử dụng gì, không sử dụng phương tiện chống nắng này, kem chống nắng này, thuốc uống chống nắng vân vân. Đặc biệt là đơn giản nhất là chúng ta gì, làm mặc quần áo làm như thế nào để chống được cái tia UV, và làm sao chúng ta có cái mũ nó rộng vành này, có cái đôi kính để bảo vệ được mắt. Đấy thì các bạn thấy chăm sóc da không đúng cách thì các bạn biết rồi, tức là sử dụng những cái sản phẩm. Các bạn đây thì các bạn thấy bây giờ ví dụ như Hà Nội các bạn ra cái chợ cho sinh viên thì các bạn thấy là một hộp kem có khi chỉ mấy nghìn thôi, nhưng mà các bạn thấy ở chính hãng thì nó sao, nó vô cùng đắt. Thế do đó mà thường thường là gì, các bạn thì thích rẻ phải không? Không phải thích rẻ mà thực ra túi tiền chẳng có nhiều. Đấy, thấy nó hợp lý thì các bạn lấy cái số tiền đó chẳng đáng bao nhiêu mua một thỏi kem về hoặc thỏi son về gì đó, sử dụng sau một thời gian cái thì sao nó hỏng hết cả. Đấy thì cái này là cái thứ nhất là cái chất lượng xuất xứ và tất cả mọi thứ là các bạn không biết nó từ đâu ra cả, mà thành phần như thế nào cũng không biết. Do đó mà các bạn thấy là nó sẽ tiến triển không tốt. Do đó mà cái quan trọng nhất là cái mỹ phẩm không rõ nguồn gốc và không biết thành phần và không có những ghi chú và những cái chú ý khi sử dụng cái dạng mỹ phẩm này. Đấy thì các bạn thấy cái, và cái nữa là bây giờ chúng ta thấy là cái nám sạm và tất cả những cái tác động ra và lão hóa ra là cái ô nhiễm môi trường. Đấy, cái ô nhiễm môi trường bây giờ đóng vai trò rất quan trọng trong gây nám sạm
Đấy. Ví dụ như mấy hôm nay các bạn thấy trời mù như thế này ở Hà Nội, chỉ số không khí ở Hà Nội thì gì? Ở mức rất thấp và mức mức kém, nó ảnh hưởng đến cơ thể, của cơ thể. Nhưng mà cái da là cái ảnh hưởng trực tiếp đầu tiên. Thế còn nguyên nhân bên trong thì các bạn biết rồi. Thì cái đầu tiên chúng ta phải nói là cái lão hóa. Thì các bạn biết lão hóa thì là cái quy trình rất thông thường của cơ thể thôi. Mà bình thường thì người ta thấy là đầu từ tuổi 25 bắt đầu có hiện tượng lão hóa. Tức là gì? Từ tuổi 25 đến đi thì không những chỉ có da lão hóa mà tất cả các cơ quan lục phủ ngũ tạng của chúng ta đều có xu hướng lão hóa. Mà càng già thì cái lão hóa nó càng rõ. Biểu hiện của nó là gì? Từ chức năng rồi từ hình thái, tất cả mọi thứ đều bị suy giảm. Thì người ta nói là trước kia tại sao không thấy lão hóa? Bởi vì trước kia thì người ta thấy là gì? Cơ thể hoạt động theo một cái chu trình nhất định. Thì người ta thấy là tất cả những cái sản phẩm, những gốc tự do, những chất oxy hóa trong cơ thể được hình thành thì cơ thể nó tự sản xuất ra những cái chất chống oxy hóa, do nó cân bằng được cái đó, do đó cái hiện tượng lão hóa nó tiến triển rất chậm và hầu như không thấy. Nhưng bắt đầu từ tuổi 25 trở ra thì người ta thấy gì? Do trục trặc chức năng của các cơ quan bên trong thì việc sản xuất các chất trung hòa, các gốc tự do, đồng thời cơ thể lúc này hoạt động rất mạnh và nó nhu cầu nó rất cao, do đó mà không đủ trung hòa cái gốc tự do đó, do đó làm cho quá trình lão hóa. Và lão hóa là biểu hiện gì? Là biểu hiện đầu tiên của là gì? Thâm hụt và giảm sợi collagen. Đấy. À, giảm sợi collagen. Giảm sợi collagen người ta thấy rằng là người ta từ tuổi 25 trở đi thì người ta tính trung bình như gì? Mỗi năm chúng ta sợi collagen của chúng ta thâm hụt mất độ khoảng 1%. Đấy, do đó các bạn thấy càng lớn tuổi bao nhiêu thì người ta đơn giản nhất lúc 25 tuổi thì người ta thấy lão hóa là gì? Thấy da hơi khô khô thôi, xong bắt đầu chân chim này, nứt đuôi mép này, làn đuôi mép này, sau đó thì mắt này, sau đó dần dần thì bắt đầu da nó gì, sệ da này, nhăn nhúm này, và các bạn thấy về già thì các bạn chẳng nói gì, da thì trông như là quả táo đồng rồi, phải không? Đấy thì các bạn thấy thì đấy là cái quá trình lão hóa. Và cái thứ hai nữa là các bạn thấy là cái này cũng đóng vai trò rất quan trọng là di chuyển. Đấy, cái di chuyển thì ví dụ như trông anh Linh với anh Trọng là hai người khác hẳn nhau nhé. Da anh Linh thì trông căng bóng, phải không? Anh Trọng thì còn có vẻ hơi hơi chút chút như anh Linh đi. Nhưng mà đây anh Linh đâu phải tự sinh ra, là bố mẹ anh để lại cho, chứ không phải là anh tự có. Do đó cái vấn đề, cái di chuyển là một vấn đề rất quan trọng. Còn ngoài ra thì những cái tác động khác, ví dụ như nội tiết, thì các bạn thấy cái này rất quan trọng và rất phổ biến. Mà ai là phụ nữ cũng thấy, thì người ta thấy là thống kê gì? Đối với phụ nữ trong tuổi từ 20 đến 50 ấy, thì và tuổi nếu lớn hơn nữa thì người ta thấy là nếu mà tính trong cuộc đời của người phụ nữ thì người ta thấy là gì? Từ 70 đến 80% là trong quá trình đó thì thể nào cũng có nám sản xuất hiện. Đấy, 70-80% phụ nữ. Bởi vì sao? Nó phụ thuộc vào rất nhiều cái nội tiết, đặc biệt là sau sinh và đặc biệt là cái thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh. Đấy, bởi vì lúc đó là estrogen nó giảm rất mạnh, và khi estrogen giảm mất mạnh thì nó làm kích thích cái tyrosinase, tức là kích thích cái tổng hợp của sắc tố tăng lên. Đấy, làm cho sắc tố nó biến động nhiều. Đấy, thì các bạn thấy sau sinh này, mãn kinh này và tuổi về già thì các thấy ở phụ nữ thấy là cái nám sạm rất rõ, và người ta thống kê là khéo đến 70-80% phụ nữ có hiện tượng nám sạm. Đấy, thì các bạn thấy. Và cái nữa thì các bạn thấy là gì? Là cái bị stress kéo dài. Bị stress kéo dài. Thì cái này thì các bạn cũng thấy rồi. Có khi các bạn chỉ mất ngủ một thời gian, các bạn đã thấy da rẻ nó khác hẳn đi. Đồng thời, ngoài ra nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác. Như chế độ ăn uống này, phải không? Luyện tập thể dục thể thao này. Rồi chế độ ăn uống, ví dụ như các bạn sử dụng nhiều rượu bia, đặc biệt là cái thuốc lá, thì cái nó làm lão hóa rất nhanh. Đấy thì các bạn thấy hai nguyên nhân thì đóng vai trò nguyên nhân bên ngoài, thì quan trọng nhất là cái tiêu UV. Đấy, tiêu UV và việc sử dụng mỹ phẩm không đúng, không rõ nguồn gốc,
sẽ gây ra cái đó. Và nguyên nhân bên trong các bạn chỉ cần nhớ là cái chuyện lão hóa và nội tiết. Đấy, thế là đủ về cái nguyên nhân của nám sạm. Thế còn về tiếp mà để các bạn thấy là gì? Tiếp về một câu hỏi mà anh Đinh vừa có đặt ra ấy, thì nám sạm có chữa được không? Các bạn thì cái này thì các bạn thấy thì bây giờ mình phải tìm được nguyên nhân, phải không? Vừa kết hợp điều trị nguyên nhân, vừa sử dụng tất cả những phương pháp bảo vệ cho mình thì chắc chắn nám sạm sẽ điều trị được. Nhưng các bạn phải nhớ là nó tùy theo từng cái loại nám sạm một. Ví dụ nám lông thì chúng ta điều trị có thể ít ngày. Nhưng mà nhớ các bạn ít ngày thì các bạn phải nhớ ít nhất là phải 3 tuần. Bởi vì sao? Như lúc ấy tôi nói là tế bào đáy, phải không? Từ tế bào sinh sản nó ra thì đến cái tế bào ngoài cùng của ta ấy, là cái tế bào sừng ấy, thì phải mất 3 đến 4 tuần thì ít nhất là các bạn thấy dùng cái gì phải 3 đến 4 tuần thì các bạn mới có hiệu quả, chứ các bạn không thể nào nhanh được. Do đó mà cái nám lông thì các bạn thấy thế, nhưng cái nám sâu và nám phối hợp thì các bạn thời gian còn phải dùng dài hơn. Do đó tùy theo cái phương pháp và cách điều trị. Còn bây giờ cách điều trị thì có nó thì phải nói rất nhiều cái phương pháp, ví dụ như laser này, như chiếu ánh sáng này, phải không? Rồi dùng rất nhiều cái loại can thiệp vào cơ thể. Nhưng thường thường chúng tôi khuyên là nếu, bởi vì khi sử dụng can thiệp thế thì nó sẽ gì, nó mất thời gian này, tốn kém tiền bạc này. Và đặc biệt nữa là gì, nếu sau khi sử dụng các phương pháp đó mà không biết săn sóc ra thì nám sẽ trở lại hoàn toàn. Đấy, do đó các bạn phải thấy là như thế. Do đó chúng tôi thường khuyên là bệnh nhân cứ từ từ, chậm chậm dùng những cái sản phẩm tại chỗ. Đấy, sản phẩm tại chỗ để làm sao gì nó cứ kéo dần cái nám từ sâu lên lông, rồi từ đó nó đào thải ra ngoài. Và kết hợp với các những cái viên uống, những cái thực phẩm chức năng làm chữa, làm sáng da, làm trắng da, để nó vừa gì tiêu được cái kéo được cái hủy được cái melanin ở từ lớp sâu, đồng thời nó đẩy tiếp cái melanin lên da và đào thải ra ngoài. Do đó mà các anh các chị cứ yên tâm mà nám sạm chữa được, nhưng các anh các chị phải kiên trì một chút chứ không nóng vội được. Vâng. Bác ơi, như bác vừa chia sẻ thì cháu được hiểu là nám sạm sẽ chữa được, nhưng mà chúng ta phải sử dụng những sản phẩm an toàn và bảo vệ da, và phải có thời gian, đúng không bác? Và rồi, đặc biệt nhất là sau khi chữa rồi thì cũng vẫn phải duy trì để bảo vệ hàng ngày để chống lão hóa, rồi chống những cái tác động bên ngoài. Chứ cháu nghe ở đâu đó ngoài kia ấy, có những đơn vị hoặc có những cá nhân người ta nói rằng đến với họ có thể chữa nám 1 giờ hết nám, 1 tuần hết nám, mà cam kết mà nám hết nám và không cần phải bảo vệ, rồi không duy trì, không chăm sóc nuôi dưỡng như cháu đang làm ấy. Thì theo bác có góc nhìn gì về những cái trường hợp chữa như vậy? theo tôi thì đấy, như vừa phân tích này, thì các bạn biết nám sạm không phải chữa một sớm một chiều, mà cái nám lông như tớ nó đã nói rồi, nám lông ít nhất phải mất 3 tuần. Chứ còn bảo chữa 1 ngày, 1 tuần hay 1 lần thì tôi chắc chắn là cái phương pháp ấy chỉ là cái quảng cáo mà thôi. Chứ còn tôi không thể nào tin được cái chuyện như thế, bởi vì về khoa học mà nói thì các anh ấy chỉ thấy là muốn để tế bào mà khỏe mạnh để lên đến lớp cuối cùng ấy thì phải mất 3 tuần. Do đó mà khi mà nuôi được nó thì anh phải tiếp tục nuôi tiếp. Thì 3 tuần thì nó đẩy ra thì cái nám sạm ở nông nhất thì nó mới đi hết. Và tiếp tục phải nuôi dưỡng và củng cố bên trong thì cái nám sạm nó mới được duy trì. Do đó mà qua các bạn thấy thì đấy chỉ một lời quảng cáo mà thôi, chứ tôi không tin được cái chuyện đó. Dạ vâng, chính xác rồi đấy ạ. Và khách hàng hiện tại trên thị trường, khách hàng cũng bị lừa rất là nhiều bác. Họ cũng nghe cái lời quảng cáo đến, sau đến có thể là họ làm một cái phương pháp gì đấy
giống như kiểu là họ bôi một cái gì đấy trong cảm giác giống giống như nó mờ đi thôi, nhưng mà về 2-3 ngày nó lại nguyên sinh như vậy đó, và họ lấy tiền của khách hàng thì cũng rất là nhiều. Cái thẩm mỹ cháu làm thì cũng 7-5 thẩm mỹ thì cháu cũng biết rằng là có rất nhiều thẩm mỹ họ làm như vậy, họ chỉ mạnh về quảng cáo thôi. Rồi. Nhưng mà thực tế về cái bản chất mà kiến thức thì họ không có, mà họ họ làm rất là bộp chộp, rất là chộp giật đó. Và như cháu như công ty Doctor Lady, hệ thống Doctor Lady cũng vẫn đang chữa làm theo phương pháp bác vừa chia sẻ, đó là bảo vệ làn da của mình để cho nó dần dần nó đẩy cái mình cứ bảo vệ tốt thì làm nó cái hắc gọi là hắc tố nó không mọc lên nữa, và là dần nó đẩy cái hắc tố cũ đi, tế bào nó cứ đẩy dần, kết hợp với cả uống collagen, kết hợp với uống nội tiết tố để giống như bác vừa chia sẻ đấy, là để trong quá trình 3 tháng, 6 tháng, 1 năm nó cứ dần dần nó mờ hết, rất là an toàn và rất là hiệu quả, mà da rất là khỏe. Đó thì cũng rất là cảm ơn bác khi mà bác chia sẻ cái điều rất tuyệt vời như vậy. Ok, Linh đặt câu hỏi thêm cho bác đi, Linh. Vâng. Mà cái này cũng phải nhắc với các bạn là khi mà các bạn tư vấn cho người dùng ấy, thì ít nhất là các bạn phải dùng một đợt là phải từ 3 đến 4 tháng. Vâng. Một năm tôi thường khuyên bệnh nhân là phải dùng từ 2 đến 3 đợt như vậy. Vâng. Thì mới củng cố được. Chứ còn các bạn xong cái các bạn bỏ thì lại có thể nám sạm lại, có thể trở lại. Thì đấy. Vâng. Đấy thì cháu đang định hỏi bác là ở bên ngoài kia có một số sản phẩm hoặc một số người người ta nói rằng là đến với họ chữa cam kết không tái lại rồi hết nám 100%. Bản thân cháu thì thấy rất là vô lý, bởi vì nám nó là bản là mãn tính, gen di truyền, nó là sinh ra bên trong con người mình để bảo vệ da rồi. Nếu mà người ta sử dụng, không biết là người ta sử dụng những chất gì mà nói rằng là chỉ dùng một lần bên họ thôi là hết sạch nám trọn đời, thì theo bác là như vậy thì có đáng tin hay không, hoặc họ có sử dụng cái chất gì nó nguy hiểm không bác? Cái này thì mình cũng không dám nói gì cả, mới như mà nghe người ta nói như thế là đấy chỉ là một lời quảng cáo. Còn vâng. Người ta sử dụng những cái gì trong đó thì mình phải được chứng kiến và phải biết xem họ sử dụng cái chất gì trong đó. Chứ còn tất cả như các bạn biết thì kể cả các bạn có dùng một số chất mà hủy cái tế bào hắc tố, rồi về sau tế bào hắc tố vẫn xuất hiện, bởi vì nó vẫn tự sinh ra và nó vẫn xuất hiện và nó vẫn có thể làm nám trở lại nếu mà các bạn không biết duy trì và không biết cách giữ cho ra, tức là mình sau khi đó duy trì một cách rất đơn giản thôi, là các bạn phải chống nắng thường xuyên này. Cái thứ hai là phải sử dụng cái sản phẩm theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất. Đấy, ít nhất là chúng tôi thường khuyến cáo ví dụ như là chống lão hóa thì dùng collagen ít nhất anh phải dùng 3 tháng. Và dùng 3 tháng như thế, 1 năm ít nhất phải dùng 3 đợt. 9 tháng. Đấy, nên đơn giản nhất là cái lão hóa. Chứ còn cái nám sạm thì nó lại còn phức tạp hơn, ví dụ như ở phụ nữ thì phải dùng những cái thuốc bên ngoài, phải không? Giống như là nam giới thôi, nhưng mà phải bình ổn cái nội tiết bên trong, do đó phải dùng những cái viên uống để bình ổn cái nội tiết bên trong. Mà tôi thấy Dr. Lady có một cái sản phẩm Lady Boss vô cùng là tuyệt vời cho cái đó. Bởi vì trong đó tôi nhìn thấy là cái gì thành phần chúng đó thì nó có gì, cứ những thành phần này thì bình ổn và kích thích tăng sinh nội tiết ở trong đó. Đấy. Cái thứ hai là một số cái thì là làm trắng da. Đấy. Ví dụ như trong này thì các bạn thấy là Boss Lady thì có cái thành phần của nó là gì? Isoflavone này để bình ổn nội tiết này. Có gì? Sâm tố nữ, đặc biệt cái sâm tố nữ bây giờ là các nước và phương Tây nó rất chuộng cái này để sản xuất ra để nó tăng sinh nội tiết này. Cái nữa là các bạn thấy thì chiết xuất từ là gì? Pregnenolone, đấy cũng là một cái hoạt chất mà bây giờ phương Tây họ rất dùng để trong bình ổn cái nội tiết. Do đó cái này riêng cái bình ổn nội tiết tôi đã thấy 4-5 cái sản phẩm mà cái này hoàn toàn là gì? Bằng những cái gì? Bằng thảo dược. Do đó mà các bạn yên tâm là không có gì độc hại cả. Đấy. Ngoài ra thì trong cái sản phẩm đó thì các bạn thấy là có một số những sản phẩm làm trắng da, ví dụ như L-citin này, có glutathione này, có sữa ông chúa và một số sản phẩm khác. Và chống lão hóa thì có collagen peptide. Và đặc biệt cái collagen thì bây giờ hầu hết người ta dùng cái dạng collagen peptide, tức là collagen thủy phân đến mức tối đa rồi, chỉ thành những cái đoạn peptide nhỏ khi
khi đưa vào thì có thể nó sử dụng được ngay, do đó mà cơ thể sử dụng được ngay. Mà đặc biệt những cái peptide này mà lấy từ cá, đấy, từ cá thì nó lại càng giống cái collagen của người thì nó lại càng thích hợp và càng có tác dụng sớm hơn. Rất tuyệt vời đấy, nhà cháu đang thế mạnh, đang đẩy rất mạnh cái sản phẩm Lady Boss như viên uống nội tiết ấy, bán rất chạy và phản hồi khách hàng cực tốt ạ. Mà collagen cũng là chiết xuất từ da cá luôn. Và... đấy, và bọn đúng, mà bên cháu là biết, như... cái này của các cậu là bán chiết xuất từ da cá. Vâng. Tuyệt vời. Bác ơi, bên cháu ấy thì đợt vừa rồi bác cố vấn về cái sản phẩm đó là glutathione, cái viên uống Lady Velvet ấy, Lady Velvet là chuyên về trắng da, thành phần về glutathione rất là nhiều. Bác có thể chia sẻ cho mọi người biết về cái công dụng, về cái sự tuyệt vời của cái glutathione này, thì bác có thể chia sẻ cho mọi người học để mọi người đi giúp đỡ khách hàng ngoài kia đúng không ạ? Những viên uống về trắng da Lady Velvet ạ. Cái này thì các bạn biết là bây giờ những sản phẩm làm trắng da thì nó có hai cái. Nhá, một thứ nhất là cái chống oxy hóa, chống oxy hóa, bởi vì cái chất oxy hóa này nó có thể kích thích tăng tổng hợp melanin. Cái thứ hai là sản phẩm trắng da, là trắng da và chống lão hóa. Thì cái đứng đầu bảng của trắng da và chống lão hóa là chúng ta dùng glutathione với liều thích hợp. Đấy. Bởi vì sao glutathione nó có, chúng tôi thường nói là từ trước kia thì thời chúng tôi ấy, trước kia mà làm trắng da thì chỉ có vitamin C là tuyệt vời lắm rồi. Mà vitamin C tiêm tĩnh mạch như năm 80-81 thì các bạn biết là có một ống vitamin C tiêm cho độ khoảng một tháng thì da ai cũng thấy nó khác hẳn. Nhưng bây giờ thì người ta sử dụng vitamin C tiêm tĩnh mạch gần như là chống chỉ định. Bởi vì sao? Nó có thể gây sốc và chết, tử vong. Do đó bây giờ người ta dùng những cái sản phẩm khác, và trong quá trình nghiên cứu thì người ta thấy glutathione là một cái chất nổi trội lên so với tất cả các chất chống oxy hóa và làm trắng da. Bởi vì glutathione là cái chất mà được tổng hợp ngay trong tế bào chúng ta thôi. Đấy. Mà số lượng thì nó cũng là gì? Không phải được nhiều. Do đó càng cơ thể càng già lão hóa thì lượng glutathione càng giảm. Do đó mà nó bắt đầu xuất hiện gì? Nám sạm. Thì glutathione có đặc điểm như thế này, nó là một chất chống oxy hóa và làm trắng da. Nó làm trắng da là ở chỗ nào? Nên chỗ này này thì các bạn đấy, khi glutathione nó tác động vào tế bào thì nó làm gì? Tế bào tăng cường tổng hợp cái sắc tố trắng. Bởi vì trong cơ thể chúng ta có hai loại sắc tố nhé, sắc tố đen là cái nám đấy, còn sắc tố trắng là thường người ta thấy là mỗi người da trắng lúc nào hồng lên thì cái lượng sắc tố trắng nó sẽ tăng lên. Thì glutathione này thì nó vào thì nó hạn chế cái tổng hợp sắc tố đen nhưng lại kích thích gì, cái tổng hợp sắc tố trắng. Đấy, sắc tố trắng. Chính vì thế mà các bạn thấy là khi sử dụng glutathione nó làm cho dây gì, da nó trắng hồng, và đặc biệt là gì, nó trắng đều chứ không như cái khác. Cái khác thì nhiều khi là nó hạn chế chỗ này, kích thích chỗ kia, thì do đó mà nó thành lốm đốm, nhất là khi các bạn bôi cái một số cái kem chống nắng đấy thì nó cũng có thể gây ra cái đó. Thì cái glutathione thì chúng tôi thấy nó riêng về da liễu chúng tôi đây là một thần dược làm trắng da. Do đó hầu hết bây giờ các bạn thấy trong tất cả những cái sản phẩm làm trắng da đều có xuất hiện glutathione. Nhưng đối với từng hãng, từng công ty một thì nó có phối hợp với các hoạt chất khác nhau thì làm tăng tác động của glutathione. Ví dụ các bạn đây trong này thì có glutathione này, có L-cysteine này, có alpha lipoic acid, đặc biệt alpha lipoic acid thì nó phối hợp với glutathione làm trắng da rất rõ rệt. Nhưng acid alpha lipoic acid thì nó làm cho gì, khi mà glutathione làm trắng da rồi thì nó sẽ mất hoạt tính, phải không? Thế nhưng mà acid alpha lipoic thì nó làm gì, tác động vào cái glutathione không hoạt động nữa, trở thành hoạt động, do đó tạo thành một vòng tuần hoàn rất là bền vững và làm cho da của chúng ta càng ngày càng sáng, càng ngày càng trắng da. Đấy là cái công thức, và làm sao các bạn nghiên cứu được cái công thức, chúng tôi gọi là công thức vàng.
là sử dụng làm sao lượng nó ít nhất mà lại hiệu quả cao nhất, bởi vì các bạn làm sao phối hợp. Đấy, ví dụ như các ông bà ta ngày xưa từ dùng thuốc đông y đấy, nhiều khi chỉ trộn cái này với cái kia, cái nọ, cái kia trước cái này sau là tác động khác hẳn, phải không? Mà hàm lượng cái này nhiều cái kia ít là cũng khác hẳn. Do đó mà cái này chúng tôi thấy là cái hãng nào, cái công ty nào có được cái công thức vàng là cái công ty ấy thắng. Bởi vì gì? Anh chỉ mất ít hoạt chất nhưng mà lại gì? Lại tăng tác dụng lên rất nhiều lần so với những cái công ty khác. Đấy. Quá tuyệt vời. Được rồi. Vâng, cảm ơn bác. Đấy, mọi anh chị em nghe thấy không ạ? Glutathione trong sản phẩm là Lady Velvet á, là hoạt chất vàng trong làm trắng da. Mà Nên anh chị em nó kết hợp thêm trải cái công nghiệm. thức, cái công thức như bác vừa nói đấy, Vâng. nó mới Kết có hiệu quả cao hợp nhất. nghĩa là quan trọng nhất là công thức chuyên biệt để phát triển cái khả năng tốt nhất của glutathione. Anh chị em sắp tới là đẩy mạnh glutathione nhá. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Rồi rồi. anh em nhớ là như 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 em vừa được nghe bác chia sẻ thì nó có những cái chính như sau. Đầu tiên là cái collagen là giúp cho anh chị em nhà mình chống lão hóa da. Đó, là mình cần phải bổ sung collagen trước mỗi 25 tuổi, mỗi 15 nó sẽ mất đi 1%. Thì việc của mình bây giờ là mình phải bổ sung vào để mình trẻ lâu hơn. Mình ví dụ như là đến tuổi 40 mà mình vẫn trẻ như 30, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đó, đó là đầu tiên là phải chống lão hóa da là anh em phải bổ sung collagen. Tiếp theo nữa là bổ sung nội tiết tố để làm gì? Bổ sung nội tiết tố để duy trì ổn định nội tiết, để cái hắc tố trong cơ thể nó không, hắc tố để nó cái lám dạng làm nham nó không mọc ở trên lên bên ngoài cơ thể của chúng ta, và bổ sung ổn định cái nội tiết tố là cái thứ nhất. Cái thứ hai, tiếp theo nữa là anh em chị em muốn trắng hồng trắng đẹp thì anh chị em bổ sung cho em là cái glutathione đó. Thì một trong ba cái đấy là ba cái thứ để mà giúp cho mình có thể là có một cái làn da lúc nào cũng khỏe này, lúc nào cũng đẹp này, lúc nào cũng căng mọng mọng chứ không có bị trùng xệ nữa. Đó, thì đấy là vừa bác vừa chia sẻ như vậy thì em tổng hợp lại và em cũng muốn là ba cái điểm chính đấy em chia sẻ lại cho mọi người để mọi người Mà cái này thì các bạn cũng nên khuyên mọi người là nên dùng collagen từ sớm, chứ các bạn dùng muộn là chắc là hiệu quả nó sẽ kém. Do đó mà các bạn nên dùng sớm đi. Mặc dù các bạn bây giờ mà các bạn mới dùng được khoảng 40, 45 mới dùng thì nó vẫn có hiệu quả, nhưng hiệu quả sẽ kém hơn rất nhiều so với các bạn dùng từ lúc 25 tuổi. Đấy, thì các bạn nên bổ sung sớm. Nên khuyên người ta bổ sung sớm, cần thì con cái hoặc là hàng xóm thì nên khuyên người ta bổ sung sớm chứ đừng bổ sung muộn. Bổ sung muộn thì tác dụng cũng có nhưng không thể nào tốt đẹp được bằng cái người được bổ sung từ sớm. Vâng, cháu cảm ơn bác. Vâng, có một bạn bạn ấy hỏi là bạn ấy hỏi như này để cháu trả lời luôn ạ. Trên hộp collagen không thấy ghi thành phần vượt trội để tư vấn thì như bác Thành vừa chia sẻ rồi đấy, collagen để mà tốt nhất thì đó là collagen thủy phân, dạng thủy phân và collagen được chiết xuất từ da cá. Bên nhà mình Đó, thì công ty mình đang là cái là nó là như vậy, nó là thủy phân và nó được chiết xuất từ da cá. Cho nên em tư vấn cho khách hàng là cái vượt trội, điểm ưu điểm vượt trội là như vậy đúng không? Bởi vì mình bán collagen thì thành phần nó là collagen. chuyên về Nó collagen là chuyên collagen rồi, mình tư vấn khách hàng khác làm gì đâu, đúng không? Nó là thành phần collagen thì em tư vấn là À, cái này thủy bạn phân. các bạn phải nói thêm một câu như thế này: Rồi. cái collagen của da cá thì đặc biệt collagen của da cá, cái công thức và cái phân phối hình học của collagen da cá thì gần giống với collagen của da của người. Vâng. Đấy thì khi collagen vào đấy thì da có thể nó được hấp thu luôn, thì các Rồi. bạn thấy vì sao nó lại hấp thu được, bởi vì công thức của nó gần giống như cái collagen của da người. Vâng, ok. Vâng, cháu sẽ có một người lại hỏi là chị Thảo, chị hỏi là thầy ơi, khách chê hàm lượng glutathione ông nhà mình thấp ạ, cao nhất rồi em nhé, chị nhé. Trong một viên mà chúng ta có là 1.300 mg thì được tối đa là 250 mg. Đối trăm là tối đa được 250 mg của glutathione được vào đấy thôi và không được hơn. Và công ty mình đang có là hàm lượng cao nhất rồi. Có những công ty khác ấy, họ nói là 600. Nhưng mà phải bảo khách đọc ở đằng sau này này. Họ ghi là thành phần 600 mg trên 3 viên. Đó, thế mà nếu mà của chúng ta trên 3 viên là 750 mg nhá chị nhá. Chứ không phải là của chúng ta là thấp đâu, chúng ta là cao nhất thị trường rồi. Chúng ta là cao Đó, nhất. rồi, đó, còn có các công ty khác họ chỉ có là 200 thôi. 200 và họ đánh tráo khái niệm, tức là họ ghi là thành phần trên 3 viên. Đó, thành phần trên 3 viên thì là 600 trên 3 viên, thì nhiều người không biết, người ta cứ tưởng là một viên một viên của Lotus ông là có tận 3 hàm lượng là 600 cơ, nhưng không phải. Đó, thì chị phải hiểu là như vậy nhá. 3 viên của mình là 750 rồi. Rồi.
Và quan trọng nhất là công thức làm sao để tối ưu được đẩy được cái kết quả hỗ trợ của Lua Thao Thiết. Hỗ trợ hiện cái hiệu quả. Đúng không? Vâng. Thế anh chị em cứ thoải mái tư vấn sản phẩm của mình là công thức ưu biệt rồi. Công thức đúng không ạ? Công thức vàng. Collagen cũng vậy. Collagen là chúng ta dưới dạng nước rất dễ hấp thụ đúng không ạ? Cháu có một số câu hỏi liên quan về cái vấn đề đó là vấn lạ về kem trộn, vấn lạ về những sản phẩm ở ngoài kia. Họ dùng những sản phẩm có chất bào mòn, rồi corticoid, rồi trì thủy ngân. Thì bác có thể chia sẻ cho mọi người hiểu rõ hơn về tác hại, về dấu hiệu của những cái người mà sử dụng cái sản phẩm này được không ạ? Trong thời gian dài. Và hậu quả của họ. Cái này thì các bạn biết rồi. Đấy thì như lúc ấy tôi nói là cái kem trộn ấy và kem rẻ tiền ấy thì thường tôi nghĩ là chắc chắn là có corticoid trong ấy. Bởi vì sao? Khi các bạn biết bôi corticoid vào thì các bạn biết là gì? Corticoid là một cái loại nội tiết tố phải không? Đó. Thì khi bôi vào thì nó sẽ làm cho gì? Da nó bị giữ nước. Đấy. Da giữ nước thì sao? Thì nó căng, nó bóng. Và cái thứ hai, corticoid nó phản ứng nó giảm viêm rất mạnh. Rồi tất cả những cái viêm da lúc đó là tạm gác lại và tạm lẩn trốn đi, và cái giữ nước nó sẽ nổi trội lên rất rõ. Do đó làm cho gì? Các bạn chỉ cần dùng được khoảng một tuần thôi là da bắt đầu nó căng bóng, phải không? Căng sáng lên rồi. Nhưng các bạn biết sau khi dùng được một tháng là chúng tôi thường đến đây bảo thôi, các bác mà dùng cái này độ khoảng một tháng, hai tháng là đến đây chúng tôi phải lễ sống bệnh nhân. Bởi vì cái tác dụng phụ của corticoid nó rất nặng và rất khó chữa. Đấy. Nhưng may là khi một số bệnh nhân mà có cái tác dụng phụ như thế thì đã dùng cái kem hồi phục da của Dr. Lady thì lại vô cùng tốt. Đấy, vô cùng tốt. Là gì? Bởi vì nó có những cái thành phần làm gì? Làm hồi phục da này, giữ nước này, và gì? Làm tạo cái môi trường để cho da nó sinh trưởng tốt, hoàn thiện tốt. Do đó cái kem hồi phục da của các bạn tôi thấy tôi dùng cho mấy bệnh nhân mà bị tai biến do corticoid, mặc dù bệnh nhân đỏ rực hết tất cả lên dần dần, nhưng mà nhớ là các bạn không nóng vội được cái đó. Tôi phải điều trị trong đó cái của các bạn là phải mất 3 tháng thì mới bắt đầu ổn định, mặc dù bệnh nhân điều trị cái kia là điều trị cái tai biến đó hàng năm nay rồi không có tác dụng gì cả. Thì khi đến với tôi bảo thôi cứ từ từ, nếu đồng ý từ từ tôi mới điều trị cho. Thì bắt đầu tôi cho cái sản phẩm của các bạn đấy thì sau 3 tháng thì đấy nó cải thiện rất rõ rệt. Thì cái tai biến của corticoid thì các bạn thấy là cái đầu tiên là cái gì? Đấy, như các bạn thấy nó giữ nước này. Sau khi giữ nước cái thì nó bắt đầu sẽ làm gì? Làm giãn mạch này. Giãn mạch xong nó đỏ ra này. Sau đó thì nó gây chứng cá này. Sau đó thì nó có thể làm teo da này. Đấy, một số cái nữa thì có thể hấp thu, nếu mà diện rộng hấp thu của toàn thân thì nó còn có những cái chức, nó có những tai biến của cái dùng corticoid toàn thân. Nhưng mà thường rằng các bạn dùng ở mặt thế này diện tích nó nhỏ thôi, nó chỉ có chủ yếu là gì? Cái dạn da này, cái teo da này, và cái đỏ da, và cái trứng cá, đặc biệt cái trứng cá. Là khi chúng tôi gặp những bệnh nhân bị trứng cá sau corticoid là rất khó hồi phục, rất khó hồi phục, phải dùng đủ mọi biện pháp. Mà đấy, như lúc ấy tôi nói là hôm trước gặp một ca như thế, bị độ 3 năm nay rồi. Hết bác sĩ này đến bác sĩ khác luân vòng nhau. Nên lúc tìm đến tôi bảo chả lẽ tôi quỳ tôi lạy bà trước thế này, bởi vì bà bây giờ bà mới đến thì tôi biết làm thế nào. Thì tôi mới ra điều kiện là nếu đồng ý điều trị từ từ tôi sẽ điều trị, còn không thôi nóng vội mời anh đi chỗ khác. Thì sau đó dùng cái kem của các bạn thì thời tế sau 3 tháng thì cải thiện rất rõ rệt. Đấy, thì các bạn thấy cái này không phải một sớm một chiều. Nếu mà khi có tác dụng phụ của corticoid hoặc tác dụng phụ của những cái muối kim loại nặng thì các bạn không phải một sớm một chiều mà khôi phục lại được ngay. Và phải ít nhất 3 đến 6 tháng. Đấy, các bạn phải tư vấn cho bệnh nhân và bệnh nhân phải thật kiên trì dùng. Chứ không bệnh nhân nóng vội là không được, cái này không được đâu. Bởi vì cái mà gây ra tai biến corticoid và tai biến của các chất độc khác ở trong cái đó không phải một sớm một chiều nó tích lũy mà nó tạo ra, mà nó có khi có bệnh nhân dùng sau một năm, sau 6 tháng, sau một năm mới bắt đầu xuất hiện. Do đó mà cái này thì mình hồi phục cũng phải từ từ chứ không thể nào nhanh chóng được. Dạ vâng.
Tuyệt Tức là đầu tiên là về cái việc đó là khi mà mình chữa corticoid cho khách hàng thì đầu tiên là mình phải chữa cái tư duy của họ trước, tức là cái tư duy nóng vội vời. là phải phải chữa trước đi. Đó, và ông tức là phải nói với khách hàng là bà không được, chị không được là có bỏ ngay cái tư duy là nhanh chóng là 1 tuần đã khỏi hay là 1 nửa tháng là khỏi, mà mình ít nhất là phải 3 tháng cho đến 1 năm, nếu mà người nặng thì phải 1 năm, mà người nhẹ thì khoảng phải là phải 3 tháng, thì cái tư duy là phải chữa trước, đúng không bác? Đúng không? Và đó Đồng thì đó là chia sẻ của bác, hay là anh chị em nhớ nhá, ý. đầu tiên đến với khách hàng đến này chữa cái gì, chữa chữa tư duy đầu tiên, bởi vì khách hàng của chúng ta ấy thường thường là bị ở bên ngoài kia là những cái quảng cáo, những cái quảng cáo sản phẩm kem trộn rồi là những cái spa, họ đầu tiên là họ chuyên đánh vào những cái kiểu nóng vội, anh chị em mình đúng không ạ? Tức là họ đánh vào cái sự nhanh móng nhanh chóng muốn khỏi và nóng vội muốn khỏi, muốn là chỉ làm gì phải 1 tuần 2 tuần là phải khỏi, họ đánh vào cái đấy và họ đưa cho khách hàng dùng những cái sản phẩm corticoid, và họ công nhận là corticoid một thời gian đầu bôi vào thì nó ngậm nước và nó làm da trắng lên mọng lên thì nó rất tuyệt vời đúng không ạ? Nhưng dùng một thời gian nó sẽ lại bị hỏng, thì anh chị em nhớ cho em đó là gì ạ? Giúp em là chữa cái tư duy trước, như bác Thành bác chia sẻ đấy, là phải chữa được cái tư duy nóng vội trước, sau đó mình mới sang bắt đầu mới điều trị cho họ để cho họ biết, để họ hiểu, mình bắt đầu mới kê cho họ cái sản phẩm là Khải Độc. Vâng. Đó. Như bác đi chữa cho mọi người, bác cũng phải giáo dục khách hàng, bác cũng phải nói trước với mọi người đó là phải phải kiên trì chữa, phải lành tính, đúng không ạ? Như anh chị em học bác, đúng không ạ? Học bác là phải giáo dục khách hàng như vậy chứ không thể nóng vội được, bởi vì khi mà dùng nhầm hoặc người ta nóng vội, người ta dùng phải những cái corticoid mà dùng trong thời gian dài lâu dài, thậm chí có những đơn vị người ta, như cháu được biết ở ngoài kia có những đơn vị họ sẵn sàng cho kim loại nặng bạn thì thủy ngân vào trong mỹ phẩm để hòng nhằm chữa nhanh ấy, thì bác cho cháu biết là những cái hệ lụy sử dụng trong thời gian dài như vậy là có nguy hiểm không ạ? Thì thực ra nếu mà những cái kim loại nặng, nếu mà các bạn cho vào những cái sản phẩm này thì nó sẽ kim loại nặng rất dễ hấp thu vào trong cơ thể, và khi nó hấp thu vào trong cơ thể thì nó sẽ biến đổi rất nhiều cơ quan chứ không phải chỉ có da. Dạ Đấy. ấy. Da ngoài nhà, da bị nhiễm độc, da da sạm rồi lại đen thêm, đồng thời nó có những cái triệu chứng toàn thân của cái nhiễm corticoid hoặc arsen hoặc là thủy ngân ở trong cơ Vâng. quan trong cơ thể nữa. Do đó mà cái này khi mà chữa cái đó, khi muốn phát hiện cái đó thì chúng tôi phải phối hợp thêm cả một số một bên chuyên khoa chống độc để Vâng. làm một số cái xét nghiệm Vâng. đặc thù để chứng minh nó Nhiễm thủy là ngân. do cái sản phẩm đó nó có độc hại như vậy. Dạ vâng. Và cháu cháu được biết rằng Ví là dụ như là các bạn thấy là nhất là một số trong những cái sản phẩm của Đông y thì các bạn Vâng. thấy nó cho thủy ngân và cho trì Vâng. cho arsen Đúng nhiều, rồi bác. Vâng. do đó mà cái bạn không cái đấy là cái những nhiều khi là những cái chất bảo quản và những cái bài gia truyền của người ta cho vào đấy thì mình không thể nào biết được, nhưng cái Vâng. của mình đây là rất công khai và rất là đàng hoàng và đồng Vâng. thời là rất rõ ràng rồi, bởi Dạ vì vâng. mình làm từ thảo dược không phải bảo quản bằng những cái đó đấy, Vâng do vâng vâng. đó mà các bạn yên tâm sử dụng cái sản phẩm của Dr. Lady. Vâng. Và cháu cũng được biết là như này bác ạ. Bác cái có một số cái spa với cả một số thẩm mỹ ở ngoài kia ấy, họ hay nhập những cái loại kem của Trung Quốc mà theo cháu được biết là người ta sẽ không Không xét nghiệm được công không ra, được công bố. không tức là không được công bố, và Bộ Y tế thì chắc chắn là không có rồi, bởi vì là họ nó có chứa những cái chất kim loại nặng. Và cháu được biết rằng là có một loại số loại kem ấy thì nó lại người ta xét nghiệm thì nó lại không ra corticoid nhưng mà nó lại ra kim loại nặng là thủy ngân. Đó, và cái thủy ngân Rồi, thì đúng nó rồi. về cái thủy ngân thì là cái tác nó về cái tác dụng làm đẹp thì cháu được biết là hình như nó còn trắng nhanh hơn và nó còn đẹp nhanh hơn cả corticoid, nhưng mà về cái chất độc đấy thì nó lại độc hơn corticoid rất nhiều phải không bác? Rồi đúng rồi, cái Vâng. hoàn toàn nhất trí, bởi Vâng. vì không những nó độc cho da mà nó còn Độc hấp cơ thu vào thể. người, nó gây độc toàn thân, triệu chứng Vâng. độc toàn thân nếu Và mà nội các tạng bạn nữa. dùng kéo dài. Vâng, tức là nó còn gây vào cả nội tạng nữa. Rồi, đồng Vâng, ý. đó rất tuyệt vời. Vâng. Còn một số câu hỏi nữa Linh Vâng, có một số anh chị em hỏi là trong quá trình mình dùng mỹ phẩm ấy, thì vừa nãy có anh chị em hỏi là có nên dùng thêm là viên uống hoặc là nội tiết rồi viên uống collagen, viên uống glutathione trắng da, thì bác chia sẻ cho mọi người là có nên sử dụng không? trong uống ngoài bôi Này trong uống thì ngoài bôi cái này hoàn toàn tôi nhất trí thôi, cái này chí nên đúng sử dụng phối hợp không? bôi ngoài uống trong thì Vâng. nó càng hiệu quả và càng bền Đó. vững. Và nhớ các bạn dùng những cái sản phẩm nào thế phải theo đúng cái quy trình và hướng dẫn của nơi sản xuất, nhà sản xuất thì Dạ. mới đem lại hiệu quả cao.
chứ còn các bạn không nên dùng tự do và thoải mái. Vâng. Chứ còn các bạn thấy lúc này có tiền, lúc này thấy hứng lên thì dùng, sau một thời gian thì cũng chẳng có hiệu quả gì đâu. Do đó mà tôi thường khuyên là các bạn nên dùng bôi ngoài và kết hợp với uống trong thì sẽ đem lại hiệu quả nhanh hơn và bền vững hơn. Dạ vâng, quá tuyệt vời. Tức là giải quyết vấn đề từ bên trong, và bên ngoài thì là giải quyết vấn đề thượng bì, còn bên trong là giải quyết những vấn đề nó đẩy từ bên trong ra. Rất tuyệt vời. Vâng. Và có một bạn hỏi như này, bác có thể giúp cháu trả lời ạ, là có một chị hỏi là khách của chị là trước đây đã từng đi dùng rất là nhiều phương pháp để mà chữa lám, thì có thể những phương pháp như là dùng rượu thuốc để bóc cái làn da ra ấy mà, mấy cả dùng những cái như là thủy ngân, mấy cả dùng những cái laser, và dẫn đến cái tình trạng đó là mất sắc tố da, như kiểu là bạch tạng mất sắc tố ấy ạ. Thì những cái điểm mất sắc tố đấy thì nó có hồi phục lại được không ạ? Đó, thì chị hỏi như vậy thì bác có thể là giúp cháu ạ. Cái này thì các bạn chú ý cho này. Khi dùng laser hoặc tất cả những cái can thiệp vào cái đám nám ấy, thì đều có thể xảy ra hai cái hiện tượng sau. Thứ nhất là sau laser thì nó sẽ mất sắc tố đi. Nó để lại vết trắng như là cái bạch biến ấy. Đấy. Cái vết mất sắc tố. Và chính cái vết mất sắc tố này phải nói là rất khó hồi phục trở lại da bình thường. Đấy. Cái thứ hai là nó có thể sau khi laser, sau khi dùng can thiệp vào thì nó lại còn đen hơn. Đấy. Bởi vì tùy theo cái cơ địa của từng bệnh nhân, cái này các bạn phải nói cho mọi người biết là gì. Khi dùng tất cả những cái can thiệp vào cơ thể thì tùy theo cơ địa và phản ứng của cơ thể nó sẽ phản ứng khác nhau. Đấy, như tôi nói là nó có thể là mất sắc tố này, có thể là tăng sắc tố hơn này. Còn nó khỏi cho thì chúng ta không nói làm gì, bởi vì ai cũng mong muốn như thế, nhưng mà sau khi làm thì có một số trường hợp nó sẽ xảy ra như thế và mất sắc tố hoặc tăng sắc tố hơn so với lúc khi mình dùng, mình chưa dùng. Tức là cái rủi ro của việc bắn laser đó là do đấy, nó hoàn toàn phụ thuộc vào cơ địa của bệnh nhân. Dạ vâng. Đấy, cái này các bạn mình nói cho bệnh nhân biết là tỷ lệ, mặc dù tỷ lệ nó có thể là rất ít thôi, nhưng vẫn có thể xảy ra. Do đó mà xảy ra vào ai thì người ấy phải chịu. Dạ vâng. Do đó thường là khi mà trước kia chúng tôi làm một phòng laser, 3 giờ chúng tôi phải tư vấn cho bệnh nhân đồng ý làm cái này, nhưng có thể xảy ra trường hợp như thế thì cũng phải chấp nhận, chứ không để lưu ý rồi. Nhất là bây giờ là tự do ngôn luận, là kiện cáo rồi lúc đúng tất cả. Và hôm trước tôi đã chữa cho một bệnh nhân thế, đến một cái spa, thế cho một thuốc gì đó tôi không biết cả, thế khi dị ứng đến tôi khám, tôi bảo cái này dị ứng thì chữa trong vòng được khoảng 2 tuần thì khỏi thôi, nhưng cô ấy lại bác chứng nhận vào đây cho em. Bảo này, tôi khám bệnh chứ tôi không phải chứng nhận bệnh. Cô định lấy cái này, cô về cô kiện cô kia chứ gì. Bà ấy, xong đó cô cười bảo không, em định vào đấy em moi tiền cho nó, thêm một ít tiền ra cho nó, phải nhả ra được khoảng 10 triệu vào đây cho em. Bà thế thôi, bà đi chỗ khách mà chữa, đi sang viện da liễu trung ương gần nhà tôi đây mà chữa, mà lấy chứng nhận, chứ tôi không bao giờ chứng nhận cái này. Đấy thì các bạn phải thấy nhiều khi là những cái ma mèo của bệnh nhân nó cũng lắm trò lắm. Đấy thì anh em chú ý nhá, là đây là một cái kiến thức vô cùng tuyệt vời. Đó, vô cùng tuyệt vời, rất quý giá của bác. Thì anh chị em tư vấn cho khách như này là nếu mà, và nói thẳng luôn với khách là nếu mà họ không nghe theo mình cái liệu trình mà chữa như bác nói đó, đó là bảo vệ tốt này, sau đó là mình dưỡng da tốt này, sau đó là mình uống bên trong nữa, và trong vòng 6 tháng đến 1 năm là lám nó tự hết, đừng sốt ruột, thì chữa bằng cách an toàn nhất của đối với giống như mình đang làm đó, giống như chúng ta đang làm, thì khách hàng sẽ an toàn nhất, và khách hàng sẽ là ít rủi ro nhất, và khách hàng sẽ được bền vững nhất. Thì nói với khách hàng đều như vậy, hoặc là họ có thể lựa chọn số 2, đó là giống như bác Thành nói là đi bắn laser. Bắn laser thì nó rất là rủi ro là một là có thể là họ bị mất sắc tố, khi mà những cái người mà hầu hết tất cả mọi người biết rằng là người, những cái người ở spa ấy, ngày xưa em làm thẩm mỹ 7 năm rồi, em biết là tất cả 95-98% những cái người làm spa họ không có bằng cấp, họ không hiểu, họ không biết sử dụng máy laser. Họ chỉ đi học của những cái người bán máy laser thôi. Và những cái người đấy chỉ là người bán máy, cũng không có một cái kiến thức gì về bán laser đâu. Và hầu hết tất cả những người cầm cái laser lên đều không có bằng chứng nhận, đều không có máy móc, đều không có kiến thức, và họ bắn bừa cho anh chị em. Và rất dễ xảy ra hai hiện tượng. Một là mất sắc tố, là da trắng bệch, và nó giống như bị bạch tạng ấy ạ, trắng, mất, nó không đồng đều sắc tố da của mình. Hai là nó làm tăng sắc tố, tức là tăng cái melanin, tăng cái lám lên ấy.
nó rất là rủi ro như vậy. Mà đưa vào những cái người mà họ không có chuyên môn như vậy, khi mà bị rủi ro như vậy họ cũng không biết xử lý thế nào đâu. Họ cũng lại làm cho anh em rồi lại bắn tiếp đi cho anh em, rồi nếu mà tăng sắc tố lại bắn tiếp hoặc là lại xử lý bằng những cái là càng làm lan sắc tố của mình ra, rất là rủi ro như vậy. Thì mình cần phải giáo dục khách hàng và mình nói với khách hàng như vậy. Đó, bởi vì kiến thức hôm nay bác chia sẻ như vậy rồi thì anh chị em đã có thêm kiến thức để anh chị em có thể là tư vấn cho khách hàng, để họ tránh cái trường hợp là bồng bột quá, tránh cái trường hợp là họ vội vàng quá mà đưa vào những cái spa mua cái máy laser. Ví dụ như cái máy laser bây giờ phải vài tỷ mới có thể là nó mới ổn định được. Nhưng mà cái máy laser bên Trung Quốc chuyển sang 30 triệu cũng có, 50 triệu có, xong rồi bắn bom vào xong rồi bắn như xóa xăm ấy, đúng không? Xong rồi nó chắc chắn là rất là rủi ro rồi, không thể nào được luôn. Em nói thật với anh chị, máy ra lại 30 triệu nhiều lắm, nó bắn bom, em nhìn thấy giống như xóa xăm ấy, xong rồi ra một lúc sau ra đỏ ửng lên, xong rồi trắng bệch ra, trông rất là nguy hiểm. Tối về tăng sắc tố lên đó, rất là nguy hiểm nhá. Vâng, đó, cháu cũng cảm ơn bác Thành có một cái lời chia sẻ rất là hay. Và đặc biệt nhất là hôm nay bác chia sẻ với anh chị em chúng ta, đó là da thì cần phải được nuôi dưỡng, và nhất là phục hồi da, những tình trạng da bị hỏng, da bị lám ấy, thì phải cần có thời gian. Cho nên anh chị em phải nhớ, phải học để có nhiều kiến thức. Hôm nay bác chia sẻ rất nhiều kiến thức hay, và đặc biệt chúng ta phải hướng dẫn được cho khách hàng để có một cái hành trình nuôi da, dưỡng da và bảo vệ da để da khỏe, để có thể chống lão hóa, chống nhăn, chống nám, để có một làn da đẹp. Cho nên khi mà các anh chị em học ở đây, là chúng ta ngoài bán sản phẩm ra thì chúng ta phải học kiến thức để giúp đỡ khách hàng, và để tránh khách hàng sử dụng những sản phẩm trôi nổi. Chính chúng ta phải có kiến thức để có lời khuyên với khách hàng, và chính chúng ta cũng phải hướng dẫn khách hàng, và chính chúng ta không được dính động chạm vào những cái sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, không có kiến thức, không rõ nguồn gốc, rất chạy theo khách hàng, nóng vội, sử dụng phải những sản phẩm mà có những thành phần rất là độc hại thì rất nguy hiểm. Anh chị em hiểu chỗ này không ạ? Và là chúng ta phải có kiến thức, đúng không ạ? Rồi, và anh em cũng, mọi người cũng nên nhớ là đối với khách hàng là mình chữa, khi mà mình bán cho họ những sản phẩm mà gọi là hỗ trợ điều trị nám cho họ ấy, hỗ trợ mà nám cho họ ấy, thì mình sẽ không hứa là hết nám nhá, bởi vì là cái đấy là điều hứa không đúng. Bởi vì là như bác Thành nói đấy, nhiều khi bị stress nó cũng lên nám. Thế mà bây giờ mình hứa rằng là hết nám cho đến lúc người ta bị stress thì người ta lên, người ta cam kết mình không được hết nám vĩnh viễn nhá. Rồi, không có như vậy, mà cũng giải thích như bác Thành là đấy, sản phẩm nó có như vậy và mình cần phải bảo vệ bên ngoài và uống bên trong. Nếu mà mình làm tốt điều này thì nó sẽ không lên nám nữa. Nhưng nếu mà mình không làm tốt, ví dụ đêm mình có thức đêm rồi mình stress, hay là mình ra ngoài đường mình không bảo vệ, hay là mình nội yếu tố của mình mất cân bằng, thì lên nám là cái chuyện là mình phải chấp nhận. Nếu không bảo vệ được, không ăn uống ngoài bôi được thì mình phải chấp nhận. Nếu không chấp nhận được thì mình cũng không hứa nha. Nếu mà mình hứa thì mình lại giống ở ngoài kia, giống những cái spa ngoài kia là lừa dối khách hàng. Mà lừa dối khách hàng như vậy thì nó không đúng với cái đạo đức mà chúng ta kinh doanh, nó không đúng với cái lương tâm mà chúng ta kinh doanh, anh chị em nhá. Đó, và anh chị em hãy nhớ là mình hãy nói với khách hàng là hỗ trợ mờ nám thôi, chứ mình không nói là điều trị nám, đúng không? Điều trị thì nó dành cho là bác sĩ rồi, mà mình gọi là hỗ trợ mờ nám, hỗ trợ thải độc, đúng không? Hỗ trợ chống lão hóa da, anh chị em nhá. Ok, đó là những điều rất là tuyệt vời ạ. Thế thì cũng một vài câu hỏi công ty chuẩn bị thì cũng đã bác đã trả lời hết cho anh chị em nhà mình rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có những cái dịp mà nó những cái buổi khác để chúng ta có thể hỏi nhiều hơn, và em sẽ tổng hợp lại tất cả những cái kiến thức, những cái mà anh chị em muốn hỏi, em sẽ tổng hợp lại và khoảng tầm 2 cho đến 3, 1 đến 2 tháng em sẽ mời lên bác lên đây để có thể là trả lời cho anh chị em, để mà có thể là giao lưu với anh chị em những cái buổi như này, đúng không ạ? Để cho anh chị em có thêm được kiến thức cho cái phục vụ cho cái công việc trong cuộc bán hàng của mình, trong cái công việc mà hỗ trợ giúp đỡ khách hàng như này, đúng không ạ? Rồi, bao nhiêu số tất cả anh chị em ở đây thấy rằng là những kiến thức của bác Thành ngày hôm nay vô cùng là quý giá, vô cùng là tuyệt vời, thì anh chị em có thể comment cho em là phí 1 được không ạ? Nếu mà mọi người thấy tuyệt vời, comment phí 1 được không ạ? Ok, rất tuyệt vời ạ. Rồi, phải đến mấy trăm người comment phí 1 tuyệt vời đấy bác ạ. Rất tuyệt vời. Vâng ạ. Dạ vâng. Vâng, thế là cháu rất là cảm ơn bác khi mà bác đã dành cái thời gian quý báu của mình vào đây để bác chia sẻ lại những cái kiến thức hay, những kiến thức mà trong quá trình bác làm nghề mấy chục năm bác làm nghề ạ. Vâng, và rất là cảm ơn bác rất là nhiều.
Và cháu sẽ có một cái hẹn bác cùng với cả tất cả anh chị em vào những cái buổi tiếp theo bác nhé. Cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ. Rồi, cảm Vâng ơn. ạ. Vâng. Rồi, chúng ta có thể comment là cảm ơn bác để chia tay bác đúng không ạ? Vâng. Hôm nay bác chia sẻ rất nhiều những kiến thức hay, những kiến thức giá trị về chuyên môn. Và mọi người nhớ nhá là công ty vẫn còn đồng hành với bác, và mọi người cứ đặt câu hỏi gửi về tổng đài công ty. Rồi. Vâng. Các bạn cứ tổng hợp câu hỏi xong rồi cái buổi khác thì chúng ta sẽ trao đổi rộng Dạ rãi hơn dạ và vâng. thoải mái hơn. Vâng. Bác Thành hiện tại là anh chị em nhé, bác Thành hiện tại là cố vấn chuyên môn cấp cao tại công ty của mình. Đúng không ạ? Bác ấy là giống như người nhà mình rồi. Anh chị em cứ thoải mái đặt câu hỏi, thoải mái chia sẻ câu hỏi, thoải mái hỏi bác, để bác có thể là dùng những cái kiến thức bao nhiêu năm của bác đúng không ạ, kiến thức ngành ngành gọi là trong ngành y cho của bác sẽ chia sẻ lại cho anh chị em nhà mình. Đó, rất tuyệt vời anh chị em nhé. Và cảm ơn bác ạ. Vâng. Vâng. Cháu cảm ơn bác Ôi, nhé. Chào Vâng. Mọi người chào vẫy tay chào bác. Vâng, cháu chào bác. Và chào bác. Rồi, chào buổi tất cả sau mọi người nhé. Vâng. Vâng ạ.